Interchem 480 Oro. Đặc trị, ký sinh trùng đường máu, đầu đen, cầu trùng ghép, viêm ruột tiêu chảy. Gà đi ngoài phân trắng, gà kém ăn, gầy sơ xác, thậm chí là chết. Đàn gà nhiều ngón của anh Nguyễn Văn Đức ở xã Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ đã có biểu hiện bệnh đầu đen. Mặc dù anh đã áp dụng các loại thuốc điều trị, nhưng đàn gà vẫn không khỏi, tiếp tục có hiện tượng lây lan. Nếu gà nhà bạn đang có một hay nhiều dấu hiệu như trên, thì nhiều khả năng chúng đang nhiễm một loại bệnh mà chúng ta vẫn thường gọi là bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà. Vậy bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà có nguy hiểm không? Có gây ra thiệt hại nhiều không? Có hai lý do để chúng ta có thể khẳng định đây là một bệnh rất nguy hiểm và gây ra thiệt hại không kém các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Thứ nhất, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam vô cùng thuận lợi cho các vật chủ trung gian sinh sôi phát triển và gây bệnh, đặc biệt là vào mùa mưa nhiều ẩm ướt. Chính vì vậy mà hầu hết người chăn nuôi gà nước ta đều phải xác định sống chung với bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà do rất khó để tiêu diệt hay kiểm soát được các vật chủ trung gian. Thứ hai, khi gà mắc bệnh, thiệt hại không chỉ là những điều trước mắt có thể nhìn thấy, đo đếm được như tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ chết, mà nó chủ yếu là những hậu quả kéo theo về sau này như tăng trọng giảm, giảm đẻ, thiếu máu, suy giảm miễn dịch và bội nhiễm các bệnh nguy hiểm khác làm tỷ lệ chết tăng cao. Theo thống kê cho biết, bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà đẻ làm tỷ lệ đẻ giảm trung bình từ 75% xuống còn 25% sau khi nhiễm bệnh và phải mất khoảng 2 tháng để phục hồi về tỷ lệ đẻ trứng thông thường. Vậy đâu là giải pháp giúp xử lý bệnh ký sinh trùng đường máu ở gà? Đó chính là Interchem 480 Oro của Interchimi Hà Lan. Với thành phần Sulfadiazine 400mg, Trimethoprim 80mg, Interchem 480 Oro là sự kết hợp giữa Sulfadiazine và Trimethoprim, hoạt động chống lại các vi khuẩn gram âm và gram dương gồm E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus và Streptococcus VP. Cả hai hoạt chất này đều ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp glucosin theo những cách khác nhau và kết quả là phong tỏa được thực hiện. Interchem 480 Oro giúp đặc trị các bệnh viêm ruột hoại tử, cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, E. coli, Coryza, sưng phù đầu trên vật nuôi. Hướng dẫn sử dụng: bà con pha nước cho vật nuôi uống theo liều trâu, bò, dê, cừu 5ml trên 100kg thể trọng 2 lần trên ngày trong 4 đến 7 ngày. Gia cầm và lợn 1 lít trên 1.500 đến 2.500 lít nước uống trong 4 đến 7 ngày. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con chăn nuôi có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.